Xin chào, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của VidaShop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các tín đồ âm thanh một dàn karaoke đang gây sốt trên thị trường thiết bị, có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của các anh em nhé. Có phải các anh em đang tìm kiếm một dàn âm thanh chất từ vẻ bề ngoài cho đến chất lượng, nhưng cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được một dàn thiết bị hoàn chỉnh? Dù các anh em đã chọn được các thiết bị riêng lẻ, nhưng khi phối ghép với nhau lại không được kết quả như ý. Bỏ ra một số tiền lớn để tạo một dàn karaoke chất lượng, vì vậy mà các anh em không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề nào với dàn âm thanh. Những vấn đề trên nghe có vẻ phức tạp, nhưng đã có dàn karaoke VDA 4X2019 giải quyết tất cả giúp anh em. Một dàn âm thanh phối ghép chuẩn nhất và đang gây sốt trên thị trường hiện nay bao gồm đầu karaoke Okara M10, Man E3 F2500, Mixer E3 K9008, loa karaoke DE Ascotic MH10, Micro E3 V660. Dàn karaoke được phối ghép chuẩn nhất, hay nhất và khả năng chống hú tốt nhất lên đến 98% so với những dàn karaoke có cùng tầm giá 45 triệu hoặc những dàn tự phối ghép với nhau. Dàn karaoke được tích hợp sẵn hơn 100.000 bài hát, nguồn nhạc online, thoải mái hát ca và cập nhật liên tục những bài hát mới nhất và hot nhất trên thị trường. Đầu karaoke trong dàn 4X còn hỗ trợ nghe nhạc và xem phim, giúp các anh em tiết kiệm được mớ chi phí to bự. Sự kết hợp giữa Man E3 F2500 và Mixer E3 K9008 giúp âm thanh ra loa được tái hiện một cách chính xác nhất, mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, nhạc ra hài hòa giữa tiếng ca và beat nhạc cho dàn karaoke. Loa karaoke đến từ thương hiệu nổi tiếng E3 Audio được đánh giá là sản phẩm có chất lượng tốt và cho âm thanh hay ở các dòng loa tầm trung. Micro, không dây của hãng thiết bị âm thanh nổi tiếng E3 với thiết kế mang vẻ sang trọng, hiện đại cùng với khả năng hút âm cực tốt, chống hú lên đến 98%, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho các anh em. Phụ kiện dây nối theo dàn đều là hàng chất lượng. Với giá 44.590.000, anh em đã sở hữu ngay dàn âm thanh cực kỳ chất lượng và bảo hành lên tới tận 8 kỳ. Ngoài ra, khi sắm dàn karaoke VDA 4X2019, thì các anh em có cơ hội sở hữu combo quà tặng siêu khủng, tiết kiệm lên đến 18.500.000 đồng so với khi mua giá lẻ từng thiết bị. Tặng full dây tín hiệu, dây loa, giá treo loa và chân đế micro trị giá 3.600.000 đồng. Tặng sổ tay tài liệu cân chỉnh âm thanh trị giá 300.000 đồng. Giao hàng và lắp đặt trọn gói tại nhà trị giá 750.000 đồng. Hai lần xử lý sự cố tận nơi trị giá 800.000 đồng. Đặc biệt hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần trả trước từ 10%. Nhanh tay đặt hàng ngay để nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại VDA nhé. Hãy để lại số điện thoại bên dưới comment, sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho các anh em hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của VDA nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở trong các video tiếp theo.